Cô bị mối tình đầu chơi đùa, 3 năm sau gặp lại, cô bình tĩnh đưa thiệp mời cưới. Nhân vật kết hôn cùng cô khiến mọi người kinh sợ, còn người yêu cũ của cô từng đá cô kia thì phải trả giá. Bộ truyện này bắt đầu như thế nào? Mời các bạn cùng nghe ngay sau đây. Không ngờ Hứa Tức Sơ là người đầu tiên kết hôn nha. Trước kia quả thực cô ấy rất ngoan ngoãn, nhưng từng bị vứt bỏ, có người lấy là may rồi. Tôi siết chặt tấm thiệp mời, làm lơ những tiếng thì thầm đó. Tháng sau mình sẽ kết hôn, hoan nghênh mọi người đến tham dự. Từ đầu đến cuối, ánh mắt âm u kia luôn dừng ở trên mặt tôi không hề nhúc nhích. Tôi biết anh ta sẽ tới, Giang Chi Hoài, mối tình đầu của tôi. Bây giờ là ngôi sao mới nổi mạnh mẽ trong thương trường. Tôi lấy hết can đảm để nhìn thẳng và đưa tấm thiệp mời màu đỏ tới trước mặt anh ta. Giang Chi Hoài, hoan nghênh anh tới dự. Giang Chi Hoài trầm mặc, một lúc lâu sau cũng không nói nửa lời. Mọi người trong phòng nín thở nhìn chằm chằm theo dõi hai chúng tôi. Suy cho cùng năm đó bọn tôi chia tay đã ồn ào rất lâu. Anh ta ở trước mặt mọi người nói tôi là liếm cẩu, làm tôi mất hồn mất vía trở về, dẫm hụt cầu thang lan xuống, chân bị thương. Phải đi nơi khác chữa. Lâm San ngồi bên cạnh mở miệng cười nhạo. Tiểu Sơ, chân của cậu khỏi chưa? Tôi do dự một lúc, tránh nặng tìm nhẹ. Trời chuyển mưa sẽ có chút đau. Thực ra thì còn nghiêm trọng hơn, bị thương tới tận khớp xương mà. Cô ta ôm lấy cánh tay Giang Chi Hoài cười nói. Ngại quá, mình thay chị Hoài xin lỗi cậu nha. Thay anh ta, tôi siết chặt tấm thiệp mời. Mọi người chưa nói với cậu sao? Mình với anh ấy chuẩn bị kết hôn rồi. Lâm San che miệng cười. Mình thật có phúc. Tôi cầm tấm thiệp mời trong tay, có chút bối rối không biết làm sao. Lâm San chính là bạn thân của tôi. Năm ấy là tôi chơi thân với cô ấy nhất. Sao cô ấy có thể? Cái đó đều qua rồi đúng không Tiểu Sơ? Đưa thiệp mời cho người ta đi. Mọi người cố gắng giảng hòa. Giang Chi Hoài bỗng nhiên đưa tay đẩy tấm thiệp mời trước mặt rồi cười thành tiếng. Ai cho cô lá gan kết hôn với người khác? Lời này vừa ra, bốn phía bỗng nhiên an tĩnh, sắc mặt Lâm San cũng thay đổi. Não tôi trống rỗng hỏi lại, sao tôi lại không thể kết hôn với người khác chứ? Những năm gần đây, tôi chịu hết những nhục nhã và cười nhạo của người khác vẫn chưa đủ hay sao? Giang Chi Hoài nhoẻn miệng cười dịu dàng. Chó mà tôi vứt đi cũng không được đi tìm chủ khác. Cô nói xem. Chi Hoài. Âm điệu nhạt nhẽo truyền đến từ vị trí chủ tọa, trong lúc yên tĩnh vang lên rõ ràng. Thẩm Vọng Tân nhấc mắt lên, vân đạm phong khinh nói. Được rồi. Chỉ hai chữ đã giải quyết dứt khoát, không ai dám phản bác anh ấy. Nói chung vị này còn mạnh hơn Giang Chi Hoài rất nhiều. Lục đi học chính là vị học thần cao lãnh không thể với tới. Tốt nghiệp mấy năm nay, luôn là nhân vật chính trên mục tài chính của cả TV lẫn báo chí. Quan hệ của Giang Chi Hoài với anh ấy không tệ nên không nói tiếp, nhưng lại đoạt thiệp mời trong tay tôi mở ra cười. Vọng Tân trùng hợp quá, vị hôn phu của cô ta cũng họ Thẩm. Tôi thật muốn xem là thần thánh phương nào. Tên in trên thiệp mời là Thẩm Huyền. Vậy sao? Thẩm Vọng Tân hớp nhẹ một ngụm rượu vang đỏ, cười như không cười nói. Vậy đúng là trùng hợp thật sự. Thẩm Vọng Tân chỉ ở trong chốc lát bị một cuộc điện thoại gọi đi rồi. Anh ấy trăm công ngàn việc, có thể tham dự tụ hội nhỏ như vậy đã vô cùng không dễ. Tôi tìm cớ chạy ra ngoài. Lúc đến cửa, tài xế đã mở cửa xe Rolls Royce cho anh ấy. Thẩm tiên sinh, tôi đuổi tới mức thở hồng hộc. Thẩm Vọng Tân nghe gọi liền quay đầu lại. Khuôn mặt lạnh lùng được khắc họa dưới đèn đường càng thêm xa cách. Đêm nay cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Thẩm Vọng Tân nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta sắp kết hôn, em nên trực tiếp công khai. Tôi há miệng thở dốc, nói không thành lời. Ngày trở lại Giang Thành, tôi đang đứng đầu đường đưa mắt nhìn quang cảnh lạ lẫm, xung quanh thì vô tình gặp xe của Thẩm Vọng Tân. Về gặp Giang Chi Hoài sao? Đây là câu đầu tiên anh nói với tôi. Cậu ta sắp kết hôn rồi. Dựa vào tính cách ham muốn khống chế của cậu ta, em muốn sống ở Giang Thành này quả thực sẽ rất khó khăn. Thẩm Vọng Tân nhẹ nhàng chia ra cành ô liu. Tôi đang cần một vị hôn thê để ứng phó trong nhà, em có thể suy xét một chút. Không biết mà xùi quỷ khiến thế nào mà tôi lại đồng tình. Thực ra tôi cũng không rõ anh ấy muốn gì ở tôi, nên cũng không dám cáo mượn oai hùm mà tác oai tác quái, chỉ muốn khiêm tốn một chút mà thôi. Thẩm Huyền là tên mà Thẩm Vọng Tân từng dùng, cũng là tên trong gia phả nên không mấy ai biết tới. Xin lỗi, đêm nay rước thêm phiền toái cho anh rồi. Thẩm Vọng Tân im lặng nhìn chằm chằm tôi một lúc, giống như muốn nói gì đó. Cuối cùng lại bảo, về tới nhà thì báo cho tôi biết. Lúc tôi quay lại lấy đồ, bị bạn cũ giữ chặt nói chuyện phiếm. Mãi cho đến 8 giờ, bên ngoài bỗng nhiên mưa to, mọi người đều bị bắt ở lại, thuê phòng khách sạn. Đã về chưa? Thẩm Vọng Tân gửi qua 3 chữ, thật phù hợp với tính cách kiệm lời của anh. Tôi ở lại khách sạn. Đầu bên kia rất lâu sau mới gửi tới một câu: đưa số phòng cho tôi, nếu mệt thì em ngủ trước đi. Gửi xong tin nhắn, tôi chui vào trong chăn. Không biết là vô tình hay cố ý mà phòng của Lâm San và Giang Chi Hoài ở ngay sát vách phòng tôi. Khách sạn cách âm kém, âm thanh cười nói của Lâm San xuyên qua vô cùng chói tai. Cô ta sợ tôi nghe không thấy gào lên: Chi Hoài, lần sinh nhật của cô ta tụi mình ở ngay cách vách. Cầm mồm, ồn ào. Thanh âm của Giang Chi Hoài khàn khàn, có chút chán ghét. Tôi sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới năm đầu tiên tôi và Giang Chi Hoài ở bên nhau. Anh ta mừng sinh nhật tôi, nhưng sau 12 giờ người liền biến mất. Lâm San cũng không liên lạc được. Tôi bỗng có cảm giác ghê tởm, mắt bỗng cay cay. Thực ra tôi không thể nói mình còn thích Giang Chi Hoài hay không, chỉ là thanh xuân của tôi đều giao cho anh ta, cuối cùng lại hóa thành một trò cười. Phòng bên cạnh càng ngày càng không kiêng dè, âm thanh của Lâm San tràn ra, tràn ngập sự khiêu khích. Bỗng nhiên cửa phòng tôi bật mở, bóng người cao lớn bị bóng đèn ngoài hành lang kéo lên thật dài. Hơi nước lạnh lẽo mạnh mẽ hòa vào phòng, đôi mắt tôi ẩm ướt, mờ mịt nhìn chằm chằm người đàn ông ấy. Thẩm tiên sinh, sao anh lại tới đây? Thẩm Vọng Tân quét mắt nhìn tôi. An ninh khách sạn này không tốt, tôi không yên tâm. Không biết có phải ảo giác hay không, đêm nay tính tình anh có vẻ không được tốt lắm, cả người đều toát lên vẻ lạnh nhạt, ngăn người tới gần. Âm thanh phòng cách vách bỗng nhiên im bặt. Thẩm Vọng Tân nhàn nhạt đánh giá tôi. Có chịu sao? Sao cơ? Tôi có thể đổi phòng giúp em. Tôi vội vàng xua tay. Không còn sớm nữa rồi, mai anh phải đi làm nữa, mau nghỉ ngơi thôi. Vừa dứt lời mới nhớ, phòng tôi đặt là phòng đơn, mà tôi xốc chăn lên như là mời anh ấy ngủ cùng. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngịu. Thẩm Vọng Tân liếc mắt qua chân tôi, rời đi tầm mắt, gọi cho trợ lý. Đặt thêm một phòng. Bỗng dưng tiếng la của Lâm San ở phòng cách vách quay trở lại càng thêm càn rỡ. Tôi bỗng dưng cảm thấy bực bội, duỗi tay túm chặt góc áo của Thẩm Vọng Tân, nhỏ giọng nói: "Không sao, cứ vậy ngủ đi." Lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của Thẩm Vọng Tân rất vi diệu, thậm chí còn có vài phần xâm lược, mà tôi lập tức cháy tới đỏ bừng, có phải trực tiếp quá hay không? "Thực xin lỗi, ý tôi không phải..." "Được thôi." Thẩm Vọng Tân thong thả cúp điện thoại. "Em tắm trước." Dầm một cái, phòng bên cạnh truyền tới tiếng động lớn. Theo tiếng hô của Lâm San, di động của tôi vang lên, là số của Giang Chi Hoài. Tôi không bắt máy. Ngay sau đó di động nhận được tin nhắn. Tin nhắn trực tiếp hiện lên trên màn hình. Hứa Tức Sơ, cho cô 3 phút, ra đây. Thẩm Vọng Tân nhím môi, cười lạnh lẽo. Anh ta cũng vội thật đấy. Tôi đang định hỏi cái gì, Thẩm Vọng Tân bỗng nhiên đứng dậy, tháo đồng hồ, cởi cổ áo. Tôi ngây người lắp bắp hỏi. Anh... Tôi nhanh chóng bị một mùi tùng hương lạnh lẽo xâm chiếm. Hứa tiểu thư, là do em mời trước, tôi từ chối thì bất kính quá. Trái tim tôi như muốn nhảy ra từ trong cổ họng. Bọn tôi dính sát với nhau, sát tới mức tôi có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của anh. Em sẽ kêu ra tiếng sao? Anh hỏi. Cái gì cơ? Tôi lý nhí. Thẩm Vọng Tân bật cười nhẹ. Âm thanh của em dễ nghe hơn của cô ta nhiều. Tôi bỗng hiểu ý của anh ấy. Thành âm đông cứng lại chọc Thẩm Vọng Tân cười thành tiếng, mang theo một loại khen thưởng ý vị, giống như muốn nói tôi làm vô cùng tốt. Đột nhiên sát vách vang lên âm thanh của Giang Chi Hoài, thanh âm nặng nề tức giận. Hứa Tức Sơ, nhận điện thoại. Thẩm Vọng Tân giật nhẹ khóe môi, bắt điện thoại của tôi nhẹ nhàng nói. Cô ấy đang tắm. Im lặng dài như cả một thế kỷ. Giang Chi Hoài nhẹ giọng hỏi. Thẩm Huyền? Đúng vậy. Giang Chi Hoài cười nhạo. Nếu muốn chết tới, tôi không ngại tiễn anh một quãng. Thẩm Vọng Tân vén mái tóc rối của tôi lên, cười khẽ ra tiếng. Khẩu khí không nhỏ, hy vọng hành động của cậu nhanh như lúc cậu tước vũ khí nhé. Phòng bên cạnh vang lên tiếng đồ vật quăng mạnh vào tường, sau đó quay về yên tĩnh. Tôi hậu tri hậu giác mới biết mình mới làm gì, giật mình lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách. Tôi có chút mệt, đi ngủ trước đây. Nói xong lăn về phía cạnh giường, mặc kệ Thẩm Vọng Tân. Bầu không khí kiểu diễm biến mất không thấy tăm hơi. Thẩm Vọng Tân nhìn chằm chằm vào chăn nệm ấm áp, không biết là đang nghĩ gì. Trong lòng yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng mưa bên ngoài cửa sổ. Tôi nhắm hai mắt lại, cảm nhận trái tim mình đập như điên dại. Trước mắt bỗng nhiên hiện lên lần đầu tiên gặp Thẩm Vọng Tân, lúc ấy tôi còn đang theo đuổi Giang Chi Hoài. Trường tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ, tôi tham gia một điệu múa cổ điển, Thẩm Vọng Tân bị Giang Chi Hoài kéo tới. Ngồi hàng đầu tiên của khán đài, đôi mắt đó từ đầu đến cuối không nhìn thấy tôi lấy một cái, là một người vô cùng lạnh nhạt. Sau đó tôi đi theo Giang Chi Hoài, có gặp anh thêm vài lần. Số câu nói với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Căn bản không ngờ đến, sau này hai đứa tôi lại nằm chung một giường. Tôi thở dài một tiếng. Không ngủ được sao? Thẩm Vọng Tân hỏi. Suy nghĩ bị kéo về, tôi mở bừng mắt. Anh ngồi cạnh đèn ngủ, ánh sáng mở nhạt chiếu lên hình dáng anh Tuấn lạnh lùng, giống như năm ấy lần đầu tiên gặp gỡ. Tôi siết chặt tràn hỏi anh. Thẩm tiên sinh, sao anh lại tìm tôi? Sao lại không thể tìm em? Đôi mắt anh hạ xuống, mang theo cái nhìn lạnh nhạt nhìn tôi. Với tôi mà nói ai cũng giống ai, là người quen thì càng tốt. Ồ, tôi gãi đầu. Chỉ là cảm thấy đời người còn rất khó mà đoán trước. Thẩm Vọng Tân nhếch nhẹ khóe miệng. Không đoán được là chúng ta sẽ kết hôn sao? Anh nhìn chằm chằm tôi một lúc. Hứa Tức Sơ, tôi sẽ không làm chuyện không đoán trước. Tôi sửng sốt chưa kịp phản ứng. Điện thoại của Thẩm Vọng Tân bỗng nhiên vang lên. Là thư ký của anh gọi tới. Thẩm tổng, ngày mai Đậu tổng xuất ngoại rồi. Ông ấy hỏi bây giờ có thể gửi video hội nghị hay không? Thẩm Vọng Tân nhìn đồng hồ đúng 1 giờ sáng. Được, cậu tới đón tôi. Tiện thể mang túi rưởi lại đây luôn. Anh đưa mắt nhìn tôi. Lòng tôi run lên một chút. Sao anh ấy biết nhỉ? Hôm nào trời mưa đầu gối tôi sẽ cũng đau. Thẩm tiên sinh, không cần phải phiền phức như thế đâu. Tôi... không phiền. Thẩm Vọng Tân kéo chăn cho tôi. Ngày mai tôi cho tài xế tới đón em. Cố gắng tránh tiếp xúc với Giang Chi Hoài. Thật sự không cần. Tôi vội vàng từ chối. Tự tôi làm được, đừng làm trễ chuyện của anh nhé. Điện thoại của tài xế rất mau đã gọi tới. Nhìn ra được bên kia thật sự rất gấp. Thẩm Vọng Tân chần chừ một chút, nhưng không phản đối. Nếu có nguy hiểm, gọi điện thoại cho tôi. Được rồi. Anh đi rồi, khách sạn cho người phục vụ đem túi chườm nóng lên. Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi rả rích tới tận bình minh. Tôi ngủ không ngon, 6 giờ kém đã dậy. Trời hôm nay đầy mây. Tôi cắn răng nhúc nhích đầu gối đang đau, mặc quần áo chuẩn bị đi bệnh viện tái khám. Ai ngờ lúc đang đợi thang máy, phía sau bỗng xuất hiện một người, mùi thuốc lá lẫn với mùi bạc hà. Cho dù nhắm mắt tôi cũng biết là ai. Hai người chúng tôi giằng co, không ai lên tiếng. Ngủ với anh ta rồi? Giang Chi Hoài bỗng hỏi một câu đầy ý châm chọc. Tôi khoanh tay lại, nhìn chằm chằm số nhảy trên đầu thang máy nhẹ giọng. Đúng vậy, thể lực của anh ấy tốt hơn anh nhiều. Biết khách sạn này là của ai không? Giang Chi Hoài đột nhiên túm chặt cánh tay tôi, làm tôi nhìn anh ta. Thẩm Vọng Tân, tôi nhờ cậu ấy tra người, không dễ sao? Không tới 3 ngày, Thẩm Huyền sẽ bị đào đến tận gốc. Hứa Tức Sơ, nếu tôi làm chết hôn phu của cô, liệu cô có khóc nghe không? Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Người đùa giỡn tình cảm là anh, bộ tôi rời đi là sai sao? Giang Chi Hoài cười trào phúng. Hứa Tức Sơ, cô cũng dám lên án tôi đùa giỡn tình cảm. Sao lúc nhận tiền của nhà tôi không nói thế đi? Tôi ngây người. Tiền gì cơ? 2 vạn, trực tiếp gửi tới thẻ ngân hàng của cô. Sao, còn muốn chờ tôi mang chứng cứ ném vào mặt cô sao? Trong ấn tượng của tôi, lần duy nhất nhận được 2 vạn là học bổng tốt nghiệp. Tôi nghiêm túc nói. 2 vạn đấy, là Lâm San giúp tôi báo danh xin học bổng. Ánh mắt Giang Chi Hoài lộ ra vẻ chán ghét. Hứa Tức Sơ, biết tôi ghét cô cái gì không? Anh buông tay tôi ra, bước vào thang máy. Nói dối hết lần này đến lần khác, không biết hối cải. Thang máy đóng lại, chỉ còn tôi ngơ ngác mà đứng ở đó. Trước khi tốt nghiệp, Lâm An chạy tới nói với tôi. Tiểu Sơ, trường học cấp học bổng cho sinh viên ưu tú tốt nghiệp, tớ báo danh cho cậu rồi. Cùng phòng 4 năm, hai chúng tôi thường xuyên xuất hiện trên bảng thông báo trường. Thay nhau đưa văn kiện là chuyện thường ngày. Nửa tháng sau, Lâm San nói với tôi. Tiền thưởng gửi thẳng tới thẻ ngân hàng của cậu nhé. Vừa hay chính là 2 vạn. Sau đó tôi gặp chuyện, thậm chí không còn tâm trí hỏi xem danh sách đoạt học bổng gồm những ai. Tôi gửi tin nhắn cho Lâm San. Lúc đó cậu nói giúp tôi xin học bổng, thật là trường học phát sao? Lâm San trả lời rất mau. Tiểu Sơ, cậu đang nói gì thế? Tớ thay cậu nộp xin học bổng khi nào? Hứa tiểu thư, rất tiếc là trạng thái bây giờ của cô thì không có cách nào múa lại được cả. Tôi không biết đây là lần thứ mấy nghe được những lời đó từ bác sĩ. Rời khỏi bệnh viện, trời đang đổ mưa lất phất. Bạn học gửi tin nhắn tới. Cô ta giáp mặt nói chuyện với cậu, nên chuyện này hẳn là cậu hiểu rõ. Mình biết rồi, không có cách nào đi tố cáo được. Tôi cầm ô đứng ở trong mưa, khe khẽ thở dài. Ấm ức nghẹn lại ở trong lòng, còn chữ bốc cháy đã hóa thành tro. Một chiếc xe dồn dòi màu đen xuyên qua màn đêm, không một tiếng động đậu trước mặt tôi. Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt Thẩm Vọng Tân hiện ra. Mưa bụi bay bay ngăn cách tầm mắt của chúng tôi, chỉ nghe thấy anh nói nhàn nhạt, "Hứa Tức Sơ, lên xe đi." Tôi không nghĩ anh ấy cố ý tới đón tôi. Anh ấy rất bận, ngay cả ở trên xe cũng đang xử lý công việc. "Bác sĩ nói như thế nào?" Anh bớt thời gian hỏi một câu. Tôi ra vẻ nhẹ nhàng. "Khá tốt, khôi phục không tệ lắm." Thẩm Vọng Tân nhìn tôi một cái liền hỏi, "Em sao thế?" Anh ấy nhìn ra rồi, nụ cười cứng lại. Tôi giật giật khóe môi. "À, không có việc gì." Nói xong tôi hạ thấp đôi mắt, sợ anh nhìn thấy hốc mắt ẩm ướt của mình. "Hứa Tức Sơ." Thẩm Vọng Tân đặt điện thoại xuống, nhìn vào mắt tôi mà nói chuyện. Tôi im lặng một lúc, phẫn nộ và ấm ức bị đè nén thật lâu bật ra trong khoảnh khắc. "Thẩm tiên sinh, sau này tôi cuối cùng thì chẳng có cách nào múa lại nữa rồi." Tôi cười cứng đờ. "Bọn họ đều nghĩ là tôi cầm tiền của Giang gia, thực ra là Lâm San lừa tôi. Mà đến tận hôm nay tôi mới biết, nếu hảo tụ hảo tán, có thể tránh chuyện ngoài ý muốn như thế này, tôi cũng có thể tiếp tục khiêu vũ." Thẩm Vọng Tân nhìn chằm chằm tôi bày ra vẻ mặt nhẹ nhàng, ánh mắt có chút lạnh xuống. "Hứa Tức Sơ, em rất vui khi bị người khác bổ một dao hay sao?" Lời của tôi nghẹn lại trong cổ họng, mãi một lúc lâu sau, nước mắt mới rơi xuống. "Thật xin lỗi, em không nên nói những lời như vậy." Thẩm Vọng Tân im lặng một lúc. "Là lỗi của bọn họ." Mưa rơi xuống, tạo thành từng vòng gợn sóng, mãi không tan mất. Tôi bỗng cảm thấy hôm nay cũng không tệ, ít ra còn có người tin tôi. Thẩm Vọng Tân đưa tôi tới dưới lầu. Trước khi đi nói, "Chuyện chữa chân cứ yên tâm, để tôi tìm bác sĩ." "Cảm ơn anh nha." Thẩm Vọng Tân thần sắc lạnh nhạt. "Không cần." Sau đó rời đi. Lúc lên lầu lại nhận được điện thoại của bạn cũ, nó muốn đưa cho tôi ít đặc sản địa phương. Tôi lại quay lại của tiểu khu, không bao lâu thì thấy xe taxi cô ấy ngồi tới rồi. "Này, cậu biết không, vì chuyện của cậu với Giang Chi Hoài mà phòng chat mấy hôm nay muốn nổ tung luôn rồi." Vừa gặp, cô ấy bắt đầu tám chuyện. "Cái gì cơ?" "Bọn họ đang đánh cược, không tới nửa tháng cậu với Giang Chi Hoài sẽ tái hợp." "Cậu đang nói giỡn cái gì vậy?" "Có người thấy cậu ta cãi nhau với Lam San, chắc chắn là có liên quan tới cậu. Cậu không định gặp Giang Chi Hoài nói chuyện hay sao?" "Thực ra hẳn phải gặp, phải trả lại tiền cho anh ta. Hơn nữa, bát nước bẩn anh ta hát cho tôi cũng muốn hát lại." Dưới tầm mắt chế nhạo của bạn cũ, tôi nói, "Tớ sẽ tìm anh ta nói chuyện, tớ với anh ta có chút hiểu lầm." Bạn Hồng vui vẻ hớn hở, "Đúng rồi, có chuyện gì nói ra là tốt." Tôi cười, vừa quay đầu đã thấy xe Rolls Royce màu đen ngừng ở đó không xa. Là xe của Thẩm Vọng Tân, anh ấy chưa đi sao? Tôi cầm ô vừa gọi, "Thẩm Vọng." Xe đột nhiên khởi động, nhanh chóng đi xa. Bạn Hồng tò mò quay qua hỏi, "Làm sao thế?" "À, không có gì, chắc là không nghe thấy." Mấy ngày sau vì thích ứng hoàn cảnh công ty mới, tôi có chút bận rộn. Khéo hay không công ty cử tôi tới công ty của Thẩm Vọng Tân bàn công việc. Lúc xong việc, tôi gặp Thẩm Vọng Tân bước ra từ phòng họp. Vừa định chào hỏi, tầm mắt anh lướt qua tôi đi rồi. Chẳng qua thư ký của anh ta lại lễ phép gật đầu với tôi. "Hứa tiểu thư, Thẩm tổng nói cô chờ một lát." "Được." Tôi nhìn bóng dáng anh đi xa, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu. Lúc gần tối, thư ký đi vào nói, "Buổi tối có một buổi tiệc, Thẩm tổng hỏi cô có muốn đi không, nếu mệt thì tôi đưa cô về nhà." "Không sao, tôi đi được." Lúc tôi đến, bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Vừa nhìn một cái tôi đã thấy Thẩm Vọng Tân, anh ấy quá xuất sắc. Đứng ở đó là nhân vật chính của toàn hội trường, gần như là cùng nhau, ánh mắt của anh cũng đưa sang đây. Các đám người chen chúc, tầm mắt của chúng tôi giao nhau. Hôm nay tôi mặc một cái váy rất xinh đẹp, màu vàng nhạt, thiết kế tinh xảo ở xương quai xanh, khiến cho cổ áo rộng hơn bình thường một chút, thân váy ôm sát đường cong cơ thể, trên cổ đeo thêm một chiếc vòng xanh ngọc, rực rỡ lấp lánh. Thẩm Vọng Tân nhìn chằm chằm tôi không nhúc nhích, mãi cho đến khi có người nói chuyện với anh mới thu hồi tầm mắt, rời đi trong sự vây đón của mọi người. Tôi định qua đó thì bị thư ký cản lại. Anh ta do dự, "Hứa tiểu thư, chuyện cô muốn quay lại với Giang tiên sinh, hôm đó Thẩm tổng đã nghe thấy. Tuy rằng đây là việc riêng của cô, nhưng có hiểu lầm thì vẫn nên giải thích sớm." Anh ta nói xong liền vội vã đi theo Thẩm Vọng Tân rời đi, chỉ để tôi giật mình đứng đó. Thấy trên cửa viết tên tập đoàn Giang Thị, mới biết đây là địa bàn của Giang Chi Hoài. Anh ấy tự tạo cơ hội cho tôi gặp Giang Chi Hoài. Biết anh hiểu lầm, tôi nắm váy lên định đuổi theo, bỗng có người cản lại. "Xin chào tiểu thư." Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên mập mạp, tươi cười thân thiết. "Tôi là chú hai của Thẩm Vọng Tân, cô hẳn là có nghe nói tới Thẩm Vọng Tân rồi chứ?" Thì ra là chú của Thẩm Vọng Tân, tôi lễ phép gật đầu chào. "Chào ngài." Ông ta bưng một ly. "Cô rất xinh đẹp, đã có bạn trai chưa?" Hiểu mục đích của ông ta, tôi vội vàng lùi về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách. "Xin lỗi tiên sinh, tôi còn có việc không tiếp được." Trước khi ông ta nói thêm gì, tôi nhanh chóng rời đi. Lúc đi ngang qua chỗ ngoặt, lại bị ngăn lại lần nữa. "Tiểu Sơ." Lâm San không biết từ đầu chạy tới hỏi dò. "Vừa nãy là vị hôn phu của cậu sao?" "Không phải." "Chả trách là họ Thẩm." Cô ta khăng khăng khẳng định, giống như bắt được nhược điểm của tôi vậy. "Đó là chú hai của Thẩm Vọng Tân, nghe nói có tình nhân ở bên ngoài, không nghĩ tới lại là cậu đấy." Âm thanh của cô ta rất lớn, thu hút sự tò mò của người xung quanh. Chỉ trò trò nhìn tôi im lặng mà nhìn chằm chằm cô ta. "Cô nói đủ chưa hả?" Lâm San thân mật mà ôm lấy cánh tay tôi. "Sao thế? Mặt mũi bị tôi vạch trần nên mất hết rồi sao?" "2 năm cô theo đuổi Giang Chi Hoài, ngày nào tôi cũng ngủ với anh ấy. Anh ấy như vậy là bởi vì tôi cảm thấy như vậy rất kích thích. Cô mới là tiểu tam nhá. Chuyện ấy mà, trước lạ sau quen." Lửa giận đè nén mấy ngày rốt cuộc bùng nổ. Dưới ánh mắt đắc ý của cô ta, tôi cầm trên ly, tới thẳng lên đầu cô ta, sau đó ném ly xuống sàn. Toàn trường im lặng tĩnh mịch. Lâm San ngây người ra một chút rồi hét lên. "Hứa Tức Sơ, sao cô dám?" "Bình tĩnh chưa?" Tôi nhìn chằm chằm cô ta. "Chưa thì nước còn nhiều đấy, không cần tự giới thiệu bản thân với tôi đâu." "Cô..." Tôi bỗng bị người ta kéo mạch tay, vấp mạnh vào bàn. Dao nĩa trên bàn rơi đầy xuống đất. Chân tôi bị mảnh sứ vỡ văng lên, máu trào ra tới. Tôi cau mày vì đau. Giang Chi Hoài xuất hiện ngay trước mắt. "Hứa Tức Sơ, cô điên rồi sao?" Ngữ khí của anh ta âm trầm. "Cô dám quậy ở địa bàn của tôi à?" Tôi không nghĩ ngợi, móc ngay một tấm thẻ từ trong túi, ném thẳng vào mặt anh ta. "Anh câm miệng lại. 2 vạn làm như nhiều lắm, nói ra không sợ mất mặt sao? Tôi mà biết tiền này Lâm San lấy từ nhà anh, tôi còn ngại bẩn đây này." Lâm San khóc thành tiếng. "Cô là một kẻ tiểu tam, dựa vào đâu mà dám nói như thể hợp tình hợp lý vậy chứ?" "Tiểu tam gì cơ?" Giang Chi Hoài hỏi. "Chúng hai của Thẩm Vọng Tân là hôn phu của cô ta." Giang Chi Hoài đưa mắt nhìn tôi đánh giá, thần sắc phức tạp. Tôi móc di động ra cười. "Có bản lĩnh thì nói lại một lần, nói to lên, chúng ta gặp nhau ở tòa án." Lâm San sợ hãi, nấp phía sau Giang Chi Hoài. "Thôi đủ rồi đấy." Giang Chi Hoài cười nhạo đầy vẻ không tin. "Hứa Tức Sơ, cô đúng là làm tôi ghê tởm." "Ai làm cậu ghê tởm?" Một âm thanh nhạt nhạt truyền từ bên ngoài vào. Mọi người tự động nhường đường. Thẩm Vọng Tân đã quay lại. Tôi chật vật ở đó, mở to mắt nhìn anh. Đêm nay thành ra như vậy trên mặt Thẩm Vọng Tân có chút khó coi. Thẩm Vọng Tân đi tới trước mặt tôi, hạ mắt hỏi: "Bị thương ở đâu vậy?" "Tôi không." Tôi bỗng nghĩ đến lời thư ký, nhanh chóng chuyển lời u oán mách anh: "Mắt cá chân bị trầy, đau." "Ai làm?" "Anh ta." Tôi chỉ vào Giang Chi Hoài. Giang Chi Hoài đầy vẻ khinh miệt: "Cô đúng là biết cách thông đồng. Cô nói xem, nếu tôi xử chết hôn phu của cô còn cười nổi không?" Thẩm Vọng Tân thong thả đi tới chỗ Giang Chi Hoài. Ngang qua bàn tiệc còn tiện tay cầm lên một chai rượu vàng đỏ. Giang Chi Hoài còn tưởng Thẩm Vọng Tân đang giúp mình, cười ra tiếng: "Vừa vặn cậu cũng không thích chú hai của cậu, giúp tôi." Đột nhiên im bặt. Màn rượu đỏ tươi tí tách chảy từ trên đầu anh ta xuống, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng sang trọng. Nguồn gốc thì là từ bình rượu trong tay Thẩm Vọng Tân. Một tay anh ta đút túi, giống y như cách của tôi khi nãy, do rượu lên đầu anh ta. Toàn trường lặng ngắt như tờ. "Thẩm Vọng Tân." Âm thanh Giang Chi Hoài cũng thay đổi. "Cậu cũng uống nhầm thuốc hay sao?" Thẩm Vọng Tân vứt bình rượu xuống, lấy cà vạt trước ngực Giang Chi Hoài lau tay, giọng điệu cao ngạo: "Xin lỗi, vừa rồi tôi không nghe rõ cho lắm. Cậu xác định là muốn làm tôi chết?" Một cầu vàng như tiếng sấm. Lần đầu tiên tôi thấy thần sắc này trên mặt Giang Chi Hoài. Lâm San từ sau Giang Chi Hoài bước ra, liều mạng: "Thẩm Vọng Tân, vừa nãy rõ ràng tôi thấy cô ta..." "Lâm tiểu thư, xin hỏi cô đang vu khống hôn thê của tôi sao?" Môi Lâm San run lên, rốt cuộc hiểu rõ quan hệ của hai chúng tôi. Không phải." Thẩm Vọng Tân đỡ lấy eo tôi, chuẩn bị dẫn tôi rời đi. Giang Chi Hoài cuối cùng cũng phản ứng lại, lên tiếng ngăn cản: "Thẩm Vọng Tân, cậu có phải nên giải thích với tôi không?" "Giải thích?" Thẩm Vọng Tân lười biếng nhếch môi cười thành tiếng. Vợ tôi khi nãy không phải nói rõ lắm rồi hay sao? Là cậu có mắt như mù, cô ấy bị cậu làm bị thương, tôi còn chưa tìm cậu nói chuyện, cậu còn muốn tôi giải thích. Giang Chi Hoài nghẹn giọng. Cậu đừng bị cô ta lừa, tôi từng trải qua nên tôi biết cô ta... Đủ rồi, chuyện của tôi không cần cậu nói vào. Giang Chi Hoài phát điên. Mẹ nó, cậu vì cô ta mà đối xử với tôi như vậy sao? Anh ta nắm chặt áo sơ mi loang lổ vết hồng. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, cậu lại che chở cho người ngoài, cậu không nói đạo lý chút nào hết vậy. Thẩm Vọng Tân nhìn anh ta một cái, lạnh lẽo như băng. Vậy cậu tố tôi đi. Sau đó kéo tay tôi rời khỏi. Gió đêm lạnh theo cửa kính hạ xuống một nửa ùa vào tới, xe lao nhanh trên đường. Tôi lén nhìn Thẩm Vọng Tân đang lái xe vẫn không nói gì. Còn đau sao? Anh hỏi mà vẫn nhìn chằm chằm đèn đỏ. Có hơi đau. Thẩm Vọng Tân gõ gõ vô lăng. Để tôi đưa em tới bệnh viện. Không cần đâu. Tôi ấp úng nửa ngày rồi nói, về nhà đi. Đêm này là lối khóc lóc om sòm trước mặt mọi người, anh ấy sẽ không cười tôi đấy chứ. Thẩm Vọng Tân gật đầu đưa tôi về nhà. Mở cửa, anh ấy vậy mà đứng ở cửa không vào. Tình huống này cứ thế mà giải thích có chút không ổn. Tôi đứng ở huyền quan ướm lời. Anh có muốn vào uống một ly nước không? Để thôi. Anh trả lời rất nhanh, đóng cửa lại. Không kịp mở đèn, ánh sáng bị ngăn cách ngoài cửa, bốn phía chìm trong bóng tối. Tôi định đi bật đèn, chân lại dẫm vào đồ vật, loạng choạng suýt ngã. Được anh ôm lấy, mùi tùng mộc hương lạnh lẽo khuếch tán trong không khí. Dưới lòng bàn tay tôi, nhịp tim anh đập dồn dập mạnh mẽ, tôi cảm nhận từng nhịp một. Tôi nuốt nước miếng nhỏ giọng, tim của anh đập nhanh quá. Anh biết. Âm thanh của anh rất thấp, ngữ khí lạnh nhạt, mang theo ý bất chấp mọi thứ. Xin lỗi, anh không khống chế được. Trong nhà lại rơi vào im lặng. Tôi do dự mãi hỏi thẳng, anh đang giận tôi sao? Sao có thể chứ? Đêm nay tôi có chút xúc động. Không đâu, rất tốt. Chính là anh. Tôi nói luôn, tôi cho rằng anh không muốn gặp tôi. Hứa Tức Sơ lẽ muốn giải thích với Giang Chi Hoài. Gì cơ? Tôi mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt Thẩm Vọng Tân sâu thẳm, có chứa cảm xúc gì đó mà tôi không hiểu. Ít nhất tôi nên cho em một cơ hội quay đầu. Trái tim tôi run rẩy. Anh cho rằng tôi muốn quay lại với anh ta? Thẩm Vọng Tân mím môi không nói chuyện. Chỉ là biểu hiện của anh khẳng định tôi đoán đúng rồi. Tôi vội vàng giải thích. Chỉ là tôi không thích bị hiểu lầm. Giải thích xong thì không có quan hệ gì với anh ta nữa. Bây giờ thì anh biết rồi. Giọng điệu của Thẩm Vọng Tân rất nhẹ. Sau này hai người không có cơ hội quay lại nữa đâu. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Trong nháy mắt tôi cho rằng mình hiểu nhầm, hoặc lại là bệnh tự luyến, không dám nghĩ nhiều. Tôi siết chặt áo sơ mi của anh hỏi lại, anh có ý gì? Thẩm Vọng Tân nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi. Anh thích em. Đầu tôi vang lên một tiếng, mọi suy nghĩ đều ngừng lại. Bên tai chỉ còn vang tiếng anh bày tỏ. Tôi thích em. Không đoán đường sẽ có ngày chúng ta kết hôn sao? Hứa Tức Sơ, tôi không làm chuyện ngoài dự đoán. Lòng tôi như một chiếc lông chim xẹt qua, mềm mại ngơ ngáy. Em... Bỗng di động của anh vang lên mà hình hiện ra tên của Giang Chi Hoài. Lần nào cũng thế, đúng là âm hồn không tan. Không biết dũng khí của tôi ở đâu chui ra, giật lấy điện thoại của anh nhấn nút nhận. Giọng của Giang Chi Hoài vang vọng trong phòng. Cô ta không hợp với cậu. Cô ta vì muốn cầu dẫn cậu mà chuyện gì cũng có thể làm. Thẩm Vọng Tân nhíu nhíu mày, định cúp điện thoại. Tôi liền né ra. Anh hạ tầm mắt, âm thanh có chút khàn. Thực sơ, em muốn làm gì? Tôi mặc kệ Giang Chi Hoài vẫn đang mắng mỏ, nhón chân hôn lên môi anh, bàn tay đặt trên eo càng siết chặt, không khí nóng bừng lên, đồng hồ trên tường rung lên ồn ào, ở đêm khuya biên soạn ra một khúc âm thanh dễ nghe. Thẩm Vọng Tân, cậu có đang nghe không? Thẩm Vọng Tân đương nhiên không nghe, hô hấp của anh đã loạn lên hết cả. Trong bóng tối sâu thẳm, tôi hỏi anh, Thẩm Vọng Tân, là em dụ dỗ anh sao? Không phải. Thẩm Vọng Tân im lặng nhìn tôi chằm chằm, thanh âm có chút khàn khàn, là anh đang dụ dỗ em. Nói xong anh lại hôn tôi thêm lần nữa. Điện thoại bị xô đẩy rơi xuống, loa nghe quay xuống dưới. Phí công châm ngòi đi dán rồi. Điện thoại còn chưa cúp nữa mà. Tôi tốt bụng nhắc anh, không sao, cho cậu ta nghe đi. Mưa rơi suốt đêm. Buổi sáng lúc rời giường, lá non bị gió mưa đánh rớt trên đầy đất. Thẩm Vọng Tân đã đi từ sớm. Tôi ngồi ngây ngốc trước gương, nhìn chằm chằm dấu vết trên cổ. Bỗng nhận được tin nhắn của Thẩm Vọng Tân. Đã tỉnh chưa? Chào buổi sáng. Có muốn cùng nhau ăn bữa cơm trưa không? Vì hôm nay có việc, vừa hay phải đi ngang công ty anh, tôi thoải mái đồng tình. Tôi mặc quần áo vội vàng mở cửa, lại bị Giang Chi Hoài với đôi mắt gấu trúc. Tàn thuốc rơi đầy đất, giống như đã chờ ở đây cả một đêm. Nghe thấy động tĩnh, anh ta lảo đảo đứng dậy. Hứa Tức Sơ. Tôi đóng cửa lại ngay lập tức, nhưng anh ta nhanh chóng đè cửa lại. Giang Chi Hoài chống tay lên cửa, nhìn chằm chằm tôi. Hứa Tức Sơ, tôi biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì. Cô hẳn là vì trả thù mới ở bên anh em tốt của tôi. Cô muốn gây họa thì gây họa cho tôi này, đừng liên lụy tới Thẩm Vọng Tân. Anh ta tự luyến thật sự. Cốt, tôi đã nói rõ ràng rồi, giữa chúng ta chẳng còn quan hệ gì cả. Có quan hệ hay không, không phải do cô quyết định. Âm thanh của Giang Chi Hoài nghẹn ngào, hốc mắt đỏ bừng. Cô cho rằng trả tiền lại cho tôi là xong rồi sao? Tôi nói cho cô biết, không có chuyện đó đâu. Cô không phải muốn đòi tiền sao? Cô muốn bao nhiêu, tôi cho bấy nhiêu. Giang Chi Hoài rút tấm thẻ đen ra từ trong ngực, ném xuống chân tôi. Số tiền này đủ nuôi cô cả đời. Cô nhặt lên, chúng ta trở lại như ban đầu. Vừa nói xong, đèn ở hành lang vụt tắt. Không gian u ám không thấy rõ biểu tình trên mặt anh ta. Tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Anh ta không hiểu tiếng người sao? Tôi đưa chân đá vào đầu gối của Giang Chi Hoài. Anh ta bị đau, cúi người ôm chân. Đau không? Tôi lạnh lùng nhìn anh ta. So với đau đớn năm ấy, tôi chịu còn thua ra. Tôi đã không thích anh nữa rồi, khuyên anh đừng phạm tiện như vậy. Tôi đóng sầm cửa, lướn qua người anh ta, lông đi tới khúc ngoặt cầu thang. Giang Chi Hoài nặng nề hỏi, Hứa Tức Sơ, cô cho rằng Thẩm Vọng Tân tốt hơn tôi chỗ nào? Tôi bực mình quay về phía anh ta. Anh ấy làm lâu hơn anh. Nói xong tôi mặc kệ Giang Chi Hoài đang xanh mắt, quay đầu đi xuống lầu. Không ngờ cửa cầu thang lại thấy Thẩm Vọng Tân đứng ở đó từ lâu. Khí thế kiêu ngạo lập tức như bong bóng xỉ hơi, không còn tăm tích. Cứu tôi, anh ấy không nghe thấy hết chứ? Thẩm Vọng Tân nhàn nhạt nhìn tôi một cái. Lên xe đi. So với người đêm qua hết lời dỗ dành, lời ngon tiếng ngọt cứ như hai người khác nhau. Tôi dè dặt đi theo anh. Lúc lên xe tôi níu lấy áo anh. Bơi trần Thẩm Vọng Tân ngừng lại, nghiêng đầu hỏi tôi. Làm sao thế? Vừa rồi em không có ý kia đâu. Tại em tức quá thôi. Anh không ngại. Nhớ tới tối hôm qua, tôi đỏ bừng mặt. Tuy rằng không làm tới bước cuối, nhưng ít nhiều cũng có chút hiểu biết, không tính là nói dối. Thẩm Vọng Tân thì ngược lại, giống như không có việc gì, cứ làm việc bình thường. Công việc tự phân biệt rõ ràng. Tôi liếc trộm anh một cái, nhắn tin cho bạn bè. Mấy người làm xong mà không muốn chịu trách nhiệm, kiểu như thế nào? Lạnh lùng xa cách, không muốn nói chuyện. Bạn bè hỏi dò, Thẩm Vọng Tân hôn cậu rồi. Có làm bước tiếp theo không? Còn chưa kịp đã bị thư ký gọi điện rồi. Bạn bè dâng ý kiến, hai cậu thử lại xem, làm nhiều là quen mà. Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ, giật mình khi Thẩm Vọng Tân bỗng cất lời. Công việc có chút thay đổi. Buổi tối có muốn theo anh dự một bữa tiệc không? Tôi hoàn hồn chột dạ mà nhìn anh. Ồ, được ạ. Sau khi tan tầm, anh tới đón em nhé. Tiệc tối là một buổi xã giao thương nghiệp, địa điểm là một nhà hàng thanh nhã. 7-8 người đều là người trong thương trường nên được phép mang theo người nhà. Giang Chi Hoài và Lâm San vậy mà cũng có mặt. Thẩm Vọng Tân mới vào tới cửa, mọi người đều đứng lên rối rít hỏi thăm. Thẩm tổng, giấu hôn thê lâu thế, cuối cùng cho chúng tôi gặp. Chỉ có Giang Chi Hoài vẫn luôn ngồi tại chỗ, lạnh lùng nhìn tôi đi sau Thẩm Vọng Tân. Lâm San ngồi bên cạnh, sắc mặt cũng không được đẹp lắm. Tầm mắt của Thẩm Vọng Tân và Giang Chi Hoài giao nhau, chỉ trong chốc lát mà gần như tóe lửa. Sau đó Thẩm Vọng Tân cong khóe môi. Đúng vậy, đã theo đuổi từ rất lâu, cuối cùng được như ý nguyện. Mọi người ồn ào, thảo nào nhiều năm như thế cũng chẳng có ai bên cạnh, thì ra là đã có người trong lòng. Phải, thích từ hồi học đại học. Thẩm Vọng Tân trả lời thẳng, kéo tay tôi ngồi đối diện với Giang Chi Hoài. Giang Chi Hoài hừ lạnh một tiếng. Sao lúc đi học lại không ở bên nhau? Có phải do người ta không thích cậu không? Mùi thuốc súng bất ngờ nổ ra làm mọi người cảnh giác. Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, mong chờ câu trả lời của tôi. Tôi ngượng ngùng gãi đầu. Lúc đi học, mắt có tật nên ánh nhìn không tốt lắm. Là phải đi chữa bệnh đúng không? Mọi người bừng tỉnh. Mắt có tật là chuyện lớn, phải tìm bác sĩ giỏi. Thẩm Vọng Tân cười ra tiếng. Giang Chi Hoài nghẹn tới xanh mặt. Đề tài nhanh chóng chuyển từ việc tư tới việc công. Thường xuyên có người mời Thẩm Vọng Tân uống rượu, nhưng là rất ít người mời anh chấp được nhấp được môi. Mãi cho đến khi có một ông chủ của công ty nhỏ lúc mời rượu vô tình nói, chúc hai vị hạnh phúc mỹ mãn. Thẩm Vọng Tân bỗng cầm chén rượu lên. Cảm ơn. Nhất thời mọi người giống như được đả thông hai mạch. Nói chuyện rồi đều sẽ thêm vào một câu chúc phúc. Thẩm Vọng Tân không từ chối bất kỳ ai. Thấy anh uống càng ngày càng nhiều, tôi lén nhéo anh. Anh uống ít thôi. Thẩm Vọng Tân dụ mắt nhìn tôi chăm chú, nhìn tới mức tôi có chút ngượng. Xin lỗi, đêm nay uống thế thôi, uống nhiều người nhà không vui. Mọi người cười hết trận này tới trận khác, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Tâm trạng của Thẩm Vọng Tân vô cùng tốt, cúi đầu lột vỏ tôm cho tôi. Đôi tay đẹp đẽ nhuốm một màu hồng nhạt, chỉ lội vài cái, vài con tôm hoàn chỉnh nằm trong chén tôi. Nhiều quá, em ăn không hết. Thẩm Vọng Tân không nói một lời. Tôi lấy khăn ướt lau tay cho anh. Anh ấy say rồi, cặp mắt xinh đẹp ấy dường như được bọc một lớp sương mỏng manh, thất thần nhìn tay của chúng tôi giao nhau không hề nhúc nhích. Bỗng nhiên Lâm San nói, bọn tôi đều là bạn học của Tiểu Sơ. Vậy sao? Trong nháy mắt thu hút sự chú ý của mọi người, rõ ràng là tò mò quá khứ của chúng tôi. Lâm San cười nói, Tiểu Sơ rất xinh đẹp, lúc đi học các bạn nam luôn vây quanh bên người, nhân duyên tốt. Và hồi học sinh, các giáo sư cũng rất thích cô ấy. Có tài liệu phụ đạo gì, hoạt động gì đều ưu tiên cho Tiểu Sơ. Cô ấy rất giỏi đó. Câu cuối cùng hẳn là trầm chọc tôi, đặc biệt là Thẩm Vọng Tân không lên tiếng phản đối, làm cho mọi người đều có chung một loại suy nghĩ. Hứa tiểu thư đẹp người là chuyện bình thường thôi. Mấy ông chủ nói, cô bây giờ làm trong công ty Thẩm tổng sao? Tôi cười nhạt, không phải. Vậy cô làm việc ở đâu? Tôi nhìn Lâm San chằm chằm. Nghiên cứu sản phẩm dung tinh. Vừa dứt lời, bốn phía đều lâm vào im lặng, sắc mặt Lâm San cũng đổi rồi. Xin hỏi là công ty đá đưa ra thị trường Mỹ sao? Làm về robot? Phải, bọn họ ở lĩnh vực robot rất mạnh đấy. Trong đó không thiếu người hiểu việc, rất nhanh đã phổ cập khoa học cho những người xung quanh. Lâm San cố gắng cười một tiếng. Tiểu Sơ, tớ nhớ là cậu không học ngành này. Tôi cười còng còng khóe môi. Tôi học 2 bằng chính quy, sau đó nghiên cứu chuyên nghiệp, cậu hẳn là không biết được. Mấy ông chủ mắt ai đều sáng lên. Wow, vốn cho rằng Hứa tiểu thư dựa vào nhan sắc, không ngờ cô có bản lĩnh thật sự. Đúng vậy, dù sao cũng là các giáo sư lấy tài nguyên bồi dưỡng ra, đã thế mà không làm được thì... Lâm San cố gắng duy trì thể diện. Mấy ông chú rùa tay ngăn lại. Ấy, Lâm tiểu thư, cô không biết đâu. Dung tinh không xem cô tham gia mấy hoạt động này nọ nhiều hay ít mà đánh giá đâu. Người ta muốn chính là kết quả nghiên cứu khoa học hàng thật giá thật. Nếu không có thực lực thì đúng là làm không được. Hơn nữa cô không có bản lĩnh thì sao trường học phải nâng đỡ cô? Đương nhiên phải nâng đỡ người có tiềm lực rồi. Những lời này người ta chỉ thuận miệng nói, lại chọc trúng nỗi đau của Lâm San. Sắc mặt cô ta trầm xuống, cuối cùng không nói nữa. Những câu chuyện sau đó vô tình thành tuyên truyền sản phẩm cho công ty tôi. Lúc kết thúc đã gần 10 giờ tối, Giang Chi Hoài đi theo sau chúng tôi ra ngoài, gọi tôi ở cửa. Hứa Tức Sơ, công ty các cô... Trong nghe mắt tôi hiểu ý của anh ta, có chút buồn phiền. Ngại quá, công ty tôi cũng muốn lựa chọn khách hàng, chỉ vì 2 vạn đã muốn mạng của người ta, công ty tôi sẽ không hợp tác. Mới vừa nói xong, Thẩm Vọng Tân liền bật cười, tôi kéo anh đi chẳng thèm quay đầu lại. Tài xế đưa chúng tôi về chung cư của Thẩm Vọng Tân, mở cửa, Thẩm Vọng Tân liền dựa vào khung cửa lớn không nhúc nhích. Anh vào đi chứ. Tôi đẩy 2 cái, vẫn không động đậy, Thẩm Vọng Tân nói. Qua đây. Chuyện gì? Tôi vừa đi tới, ấy liền nâng mặt cúi đầu hôn lên môi tôi, mùi rượu nhàn nhạt đánh úp lại. Cả ngày nay đều muốn hôn em. Này anh từ từ, Thẩm. Thẩm Vọng Tân làm lơ lời tôi, bế tôi vào phòng ngủ. Này, còn chưa thay giày mà. Anh cúi xuống, vén mái tóc rối của tôi, rồi tiếp tục hôn tôi. Tim đập nhanh, cuối cùng cũng không phân biệt được tiếng tim của ai, đập thình thịch đền tai nhức óc. Tôi vòng tay lên cổ anh, âm thanh có chút run rẩy. Thẩm Vọng Tân, anh say rồi. Tay Thẩm Vọng Tân giữ chặt eo tôi. Cậu ta khoe với anh, em múa cho cậu ta xem. Ghen tị với Giang Hoài chứ? Tôi dở khóc dở cười. Anh cũng ở đó mà, anh cũng xem đấy thôi. Có xem rồi. Anh hối hận vì không nhìn chằm chằm em múa. Tay Thẩm Vọng Tân lộ ra màu đỏ khi say, cổ áo anh mở rộng, hầu kết lên xuống theo từng hơi thở. Mặt tôi nóng như nấu chín, ôm chặt lấy anh. Nếu anh muốn, em lại nhảy thêm lần nữa. Chân em, không sao hết. Tôi ôm mặt anh. Anh có muốn xem không? Thẩm Vọng Tân nhắm mắt, âm thanh khàn khàn. Muốn. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, âm sắc mông lung ở trong đêm khuya yên tĩnh kéo dài không dứt. Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh lại đã là 9 giờ sáng. Tôi nhảy dựng lên vì đã muộn làm rồi, cho đến khi chân bị chuột rút đau mới nhớ ra hôm nay là cuối tuần. Tôi ngủ trên giường Thẩm Vọng Tân cả đêm. Giường đêm lộn xộn trước khi ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, lại không thấy Thẩm Vọng Tân đâu. Mở máy lên, anh gửi tin nhắn từ nửa tiếng trước. Múa đẹp lắm. Tỉnh táo lại nhìn, cảm giác xấu hổ trùm lấy tôi trong chốc lát, vội vàng gửi cho anh mấy cái biểu tình bao. Im đi, im đi. Thẩm Vọng Tân nhanh chóng gọi điện tới, giọng đầy ý cười. Em dậy rồi à? Sao anh không ở nhà? Anh có việc. Bên Thẩm Vọng Tân vang lên tiếng nói chuyện ồn ào. Ở huyền quan có treo chìa khóa, em giữ lấy. Ngăn kéo trong phòng ngủ là giấy hôn thú của chúng ta với một ít văn kiện quan trọng. Bên trong đó có một tấm thẻ. Em muốn mua gì thì lấy thẻ quét. Anh có chút bận, sẽ về trễ một chút. Được rồi. Bọn tôi cứ vậy là ở chung sau khi kết hôn sao? Chỉ là đồ của tôi cũng chưa dọn tới. Chẳng lẽ tôi phải hỏi Thẩm Vọng Tân? Vừa nghĩ đến đó, chuông cửa liền vang lên. Trên màn hình hiện ra là thư ký của Thẩm Vọng Tân. Hứa tiểu thư, Thẩm tổng hỏi cô có muốn dọn đồ qua đây không? Nếu không muốn dọn thì mua đồ mới cũng được. Lo lắng khi nãy bỗng tan thành mây khói. Tôi mở cửa cười tủm tỉm. Muốn dọn chứ? Chuyển nhà bận rộn hết cả ngày. Lúc gần tối định đi ăn cơm với Thẩm Vọng Tân, sếp bỗng nhiên gọi tôi tới tăng ca. Lần này đơn hàng lớn của tập đoàn Giang Thị, chỉ đích danh muốn Tiểu Hứa làm. Tiểu Hứa, nếu có khó khăn gì thì đi hỏi các tiền bối nha. Tôi không cách nào nhận được. Đây là yêu cầu của đối phương, chúng ta không còn cách nào khác. Tiểu Hứa, cố lên. Có thể thấy sếp cũng vì chuyện này mà vội đến sứt đầu mẻ chán. Tôi nhịn cảm giác muốn trợn mắt xuống, gật gật đầu. Được, tôi sẽ cố gắng. Rời khỏi phòng, tôi lần nhận được điện thoại của Giang Chi Hoài. Về thiết kế sản phẩm, tôi còn có một ít yêu cầu. Tôi hít sâu một hơi, việc công xử theo phép công. Giang tổng, ngài hoàn toàn có thể nói rõ với tôi qua mail. Mail nói không kỹ, gặp mặt nói chuyện được không? Cúp điện thoại, lòng tôi nín thở, nhắn tin cho Thẩm Vọng Tân. Giang Chi Hoài có bệnh không vậy? Nằng nặc phải nói chuyện công việc với em không còn cách nào từ chối. Thẩm Vọng Tân trả lời rất nhanh. Được rồi. Chỉ một chữ, anh cũng tuyệt tình quá đi. Đành thở dài, tìm một tiệm cà phê gần đây, gửi định vị cho Giang Chi Hoài. 8 giờ tối, khách cũng không đông lắm. Giang Chi Hoài đẩy cửa bước vào, nhìn tiệm một vòng nhíu mày. Sao cô lại chọn chỗ này? Ngại quá, tôi nghèo. Tôi lấy toàn bộ tài liệu đưa ra, mở laptop. Giang tổng, ngài còn có yêu cầu gì mới nói? Giang Chi Hoài nghẹn một hơi. Hứa Tức Sơ, cô không hiểu thật hay giả vờ không hiểu? Hiểu điều gì? Tôi muốn... Ngại quá, chỗ này có người ngồi không? Một bóng người cao lớn che lấp ánh sáng, giọng nói lãnh đạm của Thẩm Vọng Tân vang lên. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây. Tiệm cà phê bình thường với khí chất trên người anh có chút chênh lệch. Mặt tôi sáng lên, cười tủm tỉm nhìn anh. Giang Chi Hoài cắn chặt hàm răng. Con mắt nào của cậu thế ở đây có chỗ trống? Thẩm Vọng Tân thong thả kéo ghế từ bàn bên cạnh sang, ngồi sát cạnh tôi. Khách đông quá, hãy hiểu cho một chút, ngồi ghép bàn nha. Phía sau anh không có lấy một khách. Giang Chi Hoài tức quá hóa cười. Cậu đừng nói với tôi là vô tình gặp. Tôi thích uống cà phê không được sao? Giang Chi Hoài cười lạnh. Từ nhỏ cậu đã không uống mấy cái đó. Đêm nay tôi muốn uống đấy. Tôi với Thẩm Vọng Tân nhìn Giang Chi Hoài, chờ anh ta trả lời. Một câu là ngài không hài lòng chỗ nào, xin hãy nói cho tôi biết. Một câu khác là nói xong chưa, khi nào đi thế? Giang Chi Hoài nhẫn nhịn, bỗng đá văng ghế bước nhanh mà đi. Cánh cửa phải hứng lửa giận của anh ta phát ra âm thanh trầm đục. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đi rồi. Thẩm Vọng Tân nhìn tôi chằm chằm, đáy mắt lộ ra ý cười nhợt nhạt. Tôi nhào qua cọ vào người anh. Ân cứu mạng không có gì báo đáp, tiểu nữ nguyện ý lấy thân báo đáp. Thẩm Vọng Tân ho nhẹ một tiếng. Người nhiều quá, về nhà rồi nói sau. Mấy tháng sau đó, tôi chịu đủ giày vò của Giang Chi Hoài và Lâm San. Hai người họ thay phiên nhau phủ nhận phương án thiết kế gửi tới. Tới tận tai sếp, ông bảo tôi lấy đại cục làm trọng. Ân oán giữa bà chúng tôi bị đồn tới ầm ĩ trời đất. Lâm San đó, nghe nói là bạn gái chính thức của Giang tổng, là Hứa Tức Sơ cầm tiền của mẹ anh ta, cố ý làm tiểu tam, phá đám tình cảm của bọn họ. Thì ra là thế, chả trách người ta cứ nhắm vào cô ta. Đáng đời tiểu tam. Tôi ở trong toilet, nghe đồng nghiệp nói chuyện liền đẩy cửa bước ra. Tiếng nói chuyện bỗng nhiên im bặt. Vài người xấu hổ nhìn tôi. Tiểu Sơ, cậu cũng ở đây sao? Tôi rửa tay. Những lời này là ai nói? À, là Lâm San. Đều là lời nói một phái của cô ta. Sao bọn mình tin được? Vậy sao? Trưa hôm đó anh chàng giao cơm đi vào công ty Giang Chi Hoài, giao một chiếc bút ở quầy phát thanh. Người ký nhận là Lâm San, cũng là thư ký của Giang Chi Hoài. 2 năm cô theo đuổi Giang Chi Hoài. Ngày nào tôi cũng ngủ với anh ấy. Anh ấy như vậy là bởi vì tôi cảm thấy như vậy rất kích thích. Cô mới là tiểu tam nha. 2 câu này phát ra từ quầy phát thanh, là tôi ghi âm lại khi gặp Lâm San trong buổi tiệc hôm ấy. Do năm ấy bị cô ta lừa một lần, tôi có thói quen mang theo bút ghi âm. Chờ Lâm San vội vàng đi xuống, toàn công ty đều đã nghe hết. Trong mấy ngày ngắn ngủi, cô ta có một từ để hình dung: nón xanh phích. Nón xanh phích là chỉ mấy người có sở thích để cho người yêu ngoại tình. Mấy ngày sau, chị của Giang Chi Hoài tìm tôi. Tôi cảm thấy với năng lực của cô, tạm thời không thể đảm nhiệm hạng mục này. Cô ấy đi thẳng vào vấn đề, vô cùng thẳng thắn. Tôi sẽ suy nghĩ đổi người. Ánh mắt người phụ nữ ngồi đối diện vô cùng sắc bén. Tuổi còn trẻ, trên người lại có một khí chất tài giỏi. Tôi im lặng một lúc. Ngài nói rất đúng. Cô không cảm thấy tôi đang nhằm vào cô sao? Mắt cô ấy hiện lên một tia kinh ngạc. Tôi cười cười. Ngược lại tôi cảm thấy nếu tôi ra khỏi hạng mục này, hai bên đều có lợi. Tôi mang từng phần phương án thiết kế bày ra trước mặt cô ấy. Mấy tháng qua, Giang Tổng từ chối không dưới 10 phương án của tôi. Tất cả đều bắt sửa lại hết, soi mói không hề chuyên nghiệp. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu cứ như vậy, cả hai công ty đều có tổn thất. Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi trong chốc lát. Là Giang Chi Hoài chủ động quấy rầy cô sao? Phải. Cô ấy cười, mang theo chút coi thường. Đúng là bồn nhão chết không nổi tường. Cho tới bây giờ, nó còn đang nói là cô dây dưa với nó, còn lấy hạng mục của nó không buông. Được rồi, hy vọng cô đừng hiểu lầm. Tôi làm chỉ vì gia nghiệp. Tôi hiểu mà. Chúng tôi nhìn nhau. Cô ấy bỗng cười lên, đưa tay ra cho tôi. Giang Đường. Hứa Tức Sơ, rất vui khi được làm quen với người. Tôi tốn cả buổi sáng để giải thích cho Giang Đường ý nghĩa sản phẩm mà tôi thiết kế. Giang Đường giỏi hơn Giang Chi Hoài nhiều. Tóm tắt đơn giản dễ dàng, chỉ trong mấy tiếng đã phác thảo được. Chị Giang Đường, phần còn lại quả thật là năng lực của em không đủ. Chị đi tìm tiền bối bên em nói rõ thêm một chút nhá. Ánh mắt Giang Đường đầy tán thưởng. Tiểu Sơ, chủ quản hạng mục phải đổi, nhưng em cũng phải ở lại. Đây là yêu cầu của bên chị. Cảm ơn chị, em sẽ cố gắng. Không sao, em cho là chị với Giang Chi Hoài là cùng một phe sao? Vâng. Giang Đường nhìn tôi chằm chằm, khẽ mỉm cười. Giang gia chỉ có thể có một người thừa kế, cho nên em muốn hợp tác với chị không? Tôi suy nghĩ một lúc. Em có thể hiểu hợp tác là ý có thể làm cho Giang Chi Hoài gặp xui xẻo sao? Cô ấy đồng ý mà nhìn tôi chằm chằm. Đúng vậy. Được ạ. Thức Sơ. Âm thanh của Thẩm Vọng Tân vang lên. Nhìn theo tiếng gọi, anh đang ở cửa xe chờ tôi. Nhìn dáng vẻ thì đã đợi được một lúc. Giang Đường sửng sốt. Em quen cậu ấy ư? Thẩm Vọng Tân đi tới, giơ tay với Giang Đường. Xin chào, tôi là chồng của cô ấy. Giang Đường giật mình, tầm mắt nhìn chúng tôi đánh giá đầy vẻ tiếc hận. Thì ra hai người đã kết hôn rồi. Phải, đã kết hôn. Âm thanh của Thẩm Vọng Tân lạnh như băng, không chút độ ấm. Giang Đường khôi phục lại sự thong dong bình tĩnh. Tiểu Sơ, chúng ta hẹn gặp lại. Được, tạm biệt chị Giang Đường. Chị Giang Đường lên xe, tôi thu hồi tầm mắt, ngẫm nghĩ lại biểu tình thay đổi của cô ấy ban nãy. Này, anh quen với chị Giang Đường sao? Làm gì mà gọi thân thiết vậy chứ? Thẩm Vọng Tân kéo tôi đi về. Tôi nhẹ bén nhận ra có gì đó không đúng. Anh thành thật cho em biết, hai người có chuyện gì giấu em? Không có. Thẩm Vọng Tân ngữ khí cứng nhắc. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Sau khi về đến nhà, tôi càng nghĩ càng thấy không đúng. Dứt khoát đè Thẩm Vọng Tân lên sofa. Cô ấy không phải là bạn gái cũ của anh chứ? Cơn xanh ở thái dương Thẩm Vọng Tân giật giật thở dài. Hứa Thức Sơ, trong đầu em nghĩ cái gì vậy? Em mặc kệ. Tôi hôn hắn một cái. Bây giờ anh là của em. Thẩm Vọng Tân bật cười. Anh ngàn dặm xa xôi tới đón em tan làm. Em có phải là nên nấu cơm thưởng cho chồng em không? Được thôi, cái đó thực ra... Lâu tôi trượt từ trên người anh xuống, không cẩn thận bấm mở tivi. Truyền hình đang chiếu một tin tức giải trí. Ngày gần đây có truyền thông chụp được Giang Đường, trưởng nữ của Giang Thị ra vào khách sạn cùng với một người phụ nữ. Chính chủ đã lên tiếng phản hồi chỉ là bạn bè bình thường. Tôi đang cúi đầu tìm dép lê, ngẩng phát dậy. Hả? Bắt gặp anh bắt mắt bắt dĩ của Thẩm Vọng Tân, tôi há miệng. Chị Giang Đường, chị ấy... Còn gọi chị ư? Thẩm Vọng Tân vô tình mà khép cảm tôi lại tức giận. Chị em bọn họ phiền phức y chang nhau. Hạng mục thuận lợi tiến hành. Lúc cuối thu, tiến độ nghiên cứu đã dòng quá nửa. Một sáng thọ khi tôi ở cửa công ty tạm biệt Thẩm Vọng Tân, gặp Lâm San đang chờ tôi ở cửa. Nhìn cô ta có vẻ không tốt lắm, gầy đi một vòng, tóc tai khô vàng bị cắt nham nhở, giống như một người bị ngược đãi vậy. Tiểu Sơ, cậu có thể giúp mình không? Cô ta cản tôi ở cửa. Cậu làm sao vậy? Cô ta còn chưa nói chuyện, nước mắt đã rơi. Cậu có thể nói với bọn họ đoạn game kia là giả không, là cậu tự dàn dựng? Tôi lại nhạt tránh khỏi tay cô ta. Cậu biết bản thân mình đang nói cái gì không hả? Nếu nói như thế tôi sẽ là người gặp xui. Mình biết tiểu sơ, mình sai rồi, giờ cả công ty đều đang cười mình thật sự biết sai rồi. Tôi nghiêm túc mà nhìn cô ta hỏi lại. Về chuyện thay tôi xin học bổng, cậu chịu giúp tôi làm rõ không? Cô ta há miệng thở dốc, sắc mắt trắng bệch. Không được, nếu mình thừa nhận, vậy thanh danh của mình... Tôi lạnh nhạt. Trận chiến dư luận này là do cô giấy lên, thì hậu quả cũng nên tự mình tới nhận. Ba chữ thật xin lỗi này không cần phải nói với tôi đâu. Chẳng bao lâu sau, Giang Thị xảy ra chuyện. Giang Chi Hoài bỗng nhiên bị cách chức. Ngày Giang Đường nhận chức chủ tịch công ty đã nhắn tin cho tôi, mời tôi và Thẩm Vọng Tân ăn cơm. Vừa thấy mặt, Giang Đường đưa cho tôi một bó hoa tươi. Tiểu Sơ, cảm ơn em. Thẩm Vọng Tân đứng bên cạnh lạnh nhạt hừ một tiếng, đưa tay nhận hoa. Giang Đường liếc Thẩm Vọng Tân một cái. Nếu không nhờ tin nhắn của em, chị Thắng cũng không dễ dàng như vậy. Giang Đường muốn đả kích Giang Chi Hoài, đương nhiên phải xem xét mọi mặt. Cô ấy điều tra lịch sử trò chuyện của Lâm San với mẹ của Giang Chi Hoài, cũng chính là mẹ kế của cô ấy. 2 vạn, tiền cũng là từ tài khoản của mẹ kế chuyển ra. Có chứng cứ này, tôi đăng một bài than ngắn thở dài lên trang cá nhân. Chỉ trong vài tuần đã có người đưa lên mạng. Trần tướng năm ấy đã được làm rõ. Dưới tác động của Giang Đường, liên minh giữa Lâm San và mẹ kế nhanh chóng sụp đổ. Thật ra gần đây cậu ta gặp chuyện lớn đấy. Tôi bị gợi lên sự tò mò, đi theo cô ấy hỏi. Chuyện lớn gì cơ ạ? Lâm San có thai, vốn là chuẩn bị cưới. Vì em mà cô ta trở mặt với mẹ kế. Có thai rồi sao? Thấy không còn hy vọng gì, nên Lâm San đòi tiền Giang Chi Hoài. Em cũng biết Giang Chi Hoài là đồ ngốc, bị mẹ cậu ta dạy dỗ đến mức ngu như cún. Khi nào cũng nghĩ ai tiếp cận nó đều vì tiền. Điên quá nên kéo Lâm San tới bệnh viện phá thai. Vì thế bây giờ Lâm San muốn kiện nó. Bắt ép phá thai là trái với pháp luật. Giang Đường lộ vẻ chán ghét. Từ ngày mẹ kế của chị vào nhà thì nhà chị không có ngày nào yên ổn. Bây giờ Giang Chi Hoài vào tù thì yên tĩnh nhiều rồi. Thảo nào hôm đó tâm trạng của Lâm San rất tệ. Chắc là hết cách rồi mới tới cầu xin tôi. Không có Giang Chi Hoài làm chỗ dựa, thanh danh của cô ta ẩm mỹ, không ai dám cưới. Giang Đường nghiêng đầu đánh giá tôi. Em gái, ánh mắt của em cũng tệ lắm. Sao lúc đi học không ở bên Thẩm Vọng Tân? Tôi lén nhìn Thẩm Vọng Tân đang ở phía sau. Anh đang gọi điện thoại, mày hơi nhíu lại, ánh mắt lại luôn dính trên người tôi. Lúc đó anh ấy rất lạnh lùng, em nghĩ là anh ấy rất ghét em. Giang Đường cười thành tiếng, nhìn tôi bày ra vẻ mặt không hiểu nổi. Còn nữa, chị với Thẩm Vọng Tân mới tính là cùng nhau lớn lên. Chờ tí nữa chị cho em xem cái này. Tôi hào hứng. Được ạ. Hôm nay Giang Đường mời Thẩm Vọng Tân ăn cơm là nói chuyện công việc. Ăn xong, Giang Đường lén lút kéo tôi lên xe của cô ấy. Cô ấy đưa tôi một hộp quà. Đây là quà tân hôn tặng em. Hộp không nặng lắm, tôi đang nhắm chừng, định mở ra thì bị cô ấy cản lại. Về nhà tự mình xem đi. Tôi nghĩ đến một chuyện, mặt đỏ bừng. Không phải cái mà tôi đang nghĩ đây chứ. Cửa kính bị gõ vang, Thẩm Vọng Tân chờ ngoài xe. Về nhà thôi. Được rồi. Giang Đường vừa tạm biệt, vừa ném cho tôi ánh mắt giữ bí mật. Trên đường trở về, tôi ôm món quà như bảo bối. Thẩm Vọng Tân nhìn vài cái cười. Gì thế? Anh đừng xem, là chị Giang Đường tặng em. Dứt lời tôi ấp úng. Mình em xem thôi. Thẩm Vọng Tân lái xe, khóe môi lại không nhịn được ý cười. Tới nhà tôi đuổi anh đi tắm trước. 3 chân 4 cẳng chạy ra ban công, lén lút mở quà. Không có vũ khí hạ gục nam thần như trong tưởng tượng, mà là một cái camera cũ và một cái thẻ nhớ. Tôi cắm thẻ nhớ vào, camera đầy pin, tự động khởi động máy. Trong đó có 10 mấy đoạn video. Tôi hào hứng bừng bừng mở ra cái cũ nhất. Trong màn hình, một cậu bé tầm 10 tuổi đội mũ sinh nhật, vẻ mặt lạnh nhạt. Chúc bạn nhỏ Thẩm Huyền sinh nhật vui vẻ. Thẩm Vọng Tân lạnh nhạt. Cảm ơn. Thẩm Huyền, cậu ước cái gì thế? Tôi không có ước. Khi đó khuôn mặt anh khá tròn, luôn bị người ta nựng má. Trong màn hình còn có cả Giang Đường nựng má anh xong còn cười. Đoạn phim thứ 2, Thẩm Vọng Tân đã lớn hơn một chút, hình như là đang đi chơi xuân. Thẩm Vọng Tân ngồi trên một cái ghế bên bờ hồ, cúi đầu đọc sách, không thân thiết với người khác. Giang Đường đi gào anh còn bị đuổi đi. 10 mấy đoạn video tiếp theo đều là quá trình trưởng thành của Thẩm Vọng Tân, khắc nghiệt, tự hạn chế, lại không thú vị. Giống như từ khi sinh ra, cuộc đời anh chỉ có một quỹ đạo. Năm nào Giang Đường cũng hỏi, em ước cái gì? Câu trả lời đều là không có. Video cuối cùng là đêm trước khi chúng tôi tốt nghiệp, cũng là video cuối. Giang Đường vẫn hỏi câu kia. Thẩm Huyền, cậu ước điều gì? Thẩm Vọng Tân nhìn màn hình, lần đầu tiên đổi trả lời. Cưới một người. Giang Đường kinh ngạc trong giây lát chiều ghẹo. Wow, câu trả lời vẹn toàn đó. Sẽ cưới được sao? Sẽ cưới được. Bà chữ chém đinh chặt sắt nhất định phải được. Tôi nhìn ngày lưu lại, lúc đó tôi còn chưa tay với Giang Chi Hoài. Tiếng nước trong phòng tắm không biết ngừng từ khi nào. Thẩm Vọng Tân ra rồi. Tôi giật mình quay đầu lại, đụng phải ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Vọng Tân. Dưới ánh đèn trong đêm tối, hai mắt kia giống như phát sáng. Thẩm Vọng Tân, anh ra khi nào vậy? Được một lúc rồi. Anh mặc áo dài tắm, ngồi rất gần tôi, bày ra tư thế thoải mái, giống như thợ săn bắt con mồi mắc bẫy. Em đang... Anh thấy rồi. Anh nhìn camera đang dừng lại hình ảnh và ngày tháng nhếch môi cười. Món quà rất tốt. Tôi có chút hoảng loạn. Chuyện đó anh có muốn nói gì với em không? Thẩm Vọng Tân đứng dậy đi tới chỗ tôi. Không có gì để giải thích hết. Tôi bị ép lùi về sau từng bước một, cuối cùng dừng lại ở lan can ban công. Gió ngoài thổi tung mái tóc của tôi, khắp ban công đầy mùi hoa quế tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Âm thanh của Thẩm Vọng Tân rất khẽ, tùy ý lại lười biếng. Bị em phát hiện ra rồi. Anh cúi đầu hôn lên tai tôi, ướt nóng, kích thích thần kinh tôi dễ như trở bàn tay. Trái tim tôi nhảy thình thịch, nhỏ giọng nói. Lúc đó em còn chưa chia tay. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ là người tốt. Anh cười khẽ bảo. Theo đuổi đương nhiên là dùng mọi thủ đoạn. Anh như vậy là không được. Anh bỗng cắn tôi một cái. Không được sao, xin lỗi, không ai dạy anh hết. Âm thanh của anh ghi tràn đầy xin lỗi, hành động thì tùy ý làm càn. Cho nên lúc em mới quay về, anh chờ em ở sân bay cũng là... Không thì chờ em với Giang Chi Hoài cho tàn cháy lại sao? Thẩm Vọng Tân rũ mắt nghịch tóc tôi. Hứa Tức Sơ, anh không rộng lượng như thế đâu. Ngẩng đầu lên để anh hôn em. Ánh trăng đêm này rất sáng. Hoa sơn chi ở góc tường đã nở, hoa quế cũng nở đầy cành. Dưới ánh trăng sáng tôi và anh hôn nhau. Thời gian giống như quay lại mấy năm trước, trong bữa tiệc tối ngoài trời quấy thu ấy. Trên khán đài, Thẩm Vọng Tân ngồi ở vị trí đầu tiên. Âm nhạc mới cất, ánh đèn bông lùng mịt mờ. Tôi đứng dưới cây hoa quế, làn váy lướt qua đầu ngón tay anh, một bông hoa quế rơi vào lòng bàn tay. Tiểu Sơ, Thẩm Vọng Tân nhẹ nhàng gọi tôi một tiếng. Tiểu Sơ, tay ở trên đầu tôi đưa xuống mở ra trước mặt, theo ánh trăng mờ ảo, tôi thấy một đóa hoa nhỏ nhỏ nằm trong lòng bàn tay ấy. Em nhìn xem, là hoa quế. Hết chuyện. Bộ truyện được viết bởi tác giả Jihu, dịch giả Dã Hỏa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bộ truyện nhé. Đừng quên để lại cảm nhận sau khi nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.